Xin chào các bạn. Hôm nay công ty công nghệ Apple Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm máy điện thoại để bàn với tay cầm không dây của hãng Panasonic. Thiết kế rất là đẹp. Sản phẩm này có modem là KX-TGK210. Thiết kế của chiếc máy này là thật sự rất là nhỏ gọn, vừa đẹp và tinh tế nữa. Sau đây mình sẽ mở hộp của sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có một đôi pin đi kèm theo máy, pin chính hãng của Panasonic. Loại pin này có thể sạc lại được qua cốc sạc của máy. Tiếp theo thì chúng ta có củ sạc chính hãng Panasonic luôn. Để mà nói điện thoại của Panasonic là đứng đầu thế giới nên là chất lượng của sản phẩm rất là tốt, bạn dùng gần như là lồi đồng quý đá. Đây chúng ta có cái dây lai điện thoại cắm vào đường điện thoại âm tường, và cuối cùng là điện thoại và cốc sạc. Chúng ta sẽ có cái cốc sạc ở đây. Tiếp theo là tay cầm điện thoại. Thế đây là toàn bộ sản phẩm. Chúng ta bao gồm một cốc sạc với dưới chân đế là khe cắm nguồn và đường cắm dây lai điện thoại âm tường, và mặt trên của nó là chúng ta có chân jack để cắm sạc cái lối điện thoại và một nút nhấn bắt không dây cho máy. Và đây là cái máy điện thoại tay cầm không dây, chúng ta lắp lại. Trước đây chúng ta sẽ cho pin vào và lắp lại, lắp chúng lại. Cốc sạc, máy cầm tay không dây, dây lai, pin và củ sạc. Tiếp theo mình sẽ dỡ bỏ cái phần túi ni lông bao bọc sản phẩm và mình sẽ lắp đặt sản phẩm để cho nó hoạt động. Đây, sau khi chúng ta đã gắn gắn pin, dỡ bỏ phần ni lông bao bọc của sản phẩm thì một chiếc điện thoại này sẽ có một cái thiết kế như này, dạng hình trụ rất là đẹp. Chúng ta để ở bàn giống như một vật trang trí. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể nhấc cái miếng này ra, miếng tay cầm này ra thì chúng ta sử dụng. Trên màn hình là trên mặt trước của sản phẩm là các phím chức năng màn hình hiển thị. Mặt sau được bo tròn, cầm rất là dễ dàng. Mình xin nói qua một chút về cái tay cầm không dây này. Đây là một dạng tay cầm đàm thoại không dây, có nghĩa là chúng ta có thể cầm cái tay cầm này để đàm thoại đi bất cứ đâu với một diện tích khoảng trong phòng khoảng tầm 15-20 m². Mặt trước của sản phẩm đều là những phím chức năng và màn hình. Trên đây là chúng ta tai nghe điện thoại. Phần trên này cũng là phần trên có một khe nhỏ đây, cũng là khe loa phát âm thanh. Còn ở phía dưới của chiếc điện thoại này là cái mic thu âm để chúng ta đàm thoại. Tiếp theo ở phần dưới đây là sẽ có hai chân cắm cẩm để sạc pin lại cho chiếc điện thoại này. Để tháo chiếc điện thoại này ra thì các bạn chỉ cần kéo cái mặt trước của sản phẩm xuống,
Thì chúng ta có thể nhấc ra, chúng ta có thể tháo pin hoặc thay pin khi cần thiết. Còn về chân đế sạc thì các bạn thấy đây cũng là một cái thiết kế hình khối thống nhất, một lửa của cái khối trụ tròn. Phần phía trên của cái chân đế sạc này chúng ta sẽ có một cái nút để mà kết nối không dây với tay con và cái khe cắm chân sạc. Phía dưới đây là sẽ là chân cắm jack line điện thoại và cổng cắm nguồn 5,5V một chiều. Sản phẩm có xuất xứ từ Malaysia, được nhập khẩu trực tiếp về nhà máy Panasonic Việt Nam.